Vâng, em xin kính chào các bác ạ. Và để nối tiếp cái video hôm trước, bên em đã lên cho các bác những mẫu chép kèn côn 250, 350. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên những các cái mẫu chép kèn côn 450, 750 như là chép neo các bác nhá. Vâng ạ, bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ giúp em qua Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại bên cơ sở 1 giúp em ạ. Vâng, và trước tiên vẫn cứ làm một cái đôi họng kèn như này. Bởi vì sao mà em lại tách riêng ra? Bởi vì là những các cái mẫu chép này thì có thể mỗi bác sẽ có cái nhu cầu chơi các cái họng khác nhau. Ví dụ như là họng tròn 10, 12, 14, 16 rồi là họng vuông, họng chữ nhật. Đấy, đấy là tùy theo nhu cầu các bác. Nên là em sẽ tách riêng, bác nào mua chép thì em bán chép, bác nào mua họng em bán họng, và các bác thích mua combo thì em bán cả combo ạ. Thì ở đây trước tiên là một cái đôi họng phễu như này. Thì cái họng này kích thước của nó bằng cái kích thước của một cái đôi chép giấy mà các bác vẫn chơi đấy ạ. Đấy. Đấy, thì cái chép này, ở cái họng này em bán là 80.000 một đôi họng này bao ship các bác nhá. Đấy, những cái họng này các bác lắp vần như này là thành một combo. Đấy, là cả chép và cả họng. Còn đâu thì bác nào mua họng riêng em cũng bán riêng, hoặc các bác nào mua chép giò một đôi theo chép giò không mua họng thì em cũng bán theo giá, chỉ có chép riêng không lấy họng. Thì một đôi họng không như này là em bán là 80.000 bao ship các bác nhá. Còn nếu mà đi vào cái combo của chép thì giá nó sẽ, em sẽ bớt đi, em sẽ bớt tiền đi. Đấy, các bác nhìn chưa? Cái họng này nó là đúng theo kích thước của cái miệng chép giấy mà các bác vẫn đang chơi luôn. Đấy các bác nhá, một đôi họng như này em bán là 80.000 bao ship một đôi. Đấy. Tiếp theo ở đây là một đôi chép kèn của RCF các bác nhá. Đấy, mẫu này trông nó rất là dị và độc luôn. Đấy. Thì đôi này là côn của nó là côn 44. Từ của nó là 105mm các bác nhé, 10,5cm đấy ạ, 10,5. Thường cái bọn chép 44 này thì kháng trở của nó sẽ là 8 ohm và công suất của nó sẽ là 45W. Đấy. Thì riêng cái thằng RCF này thì chạm của nó là chạm đồng đấy các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Gen của nó là gen xoáy 34. Đấy, các bác chơi phù hợp cho các cái dòng loa 30, 40. Đấy, thì như đôi này em bán là 750.000 một đôi này bao ship các bác nhé. 750.000 nếu như các bác lấy kèm cả họng vào như thế này thì một combo này sẽ là 800.000 một đôi bao ship. Được chưa? Một đôi chép là 750.000, một đôi họng là 80.000, nhưng khi các bác lấy cả chép cả họng là một combo, em gọi là một combo, thì em sẽ bán là 800.000 một combo RCF côn 44 này bao ship. Mã là ở đây là mã T254 các bác nhé. 254 là chép RCF. Đấy. Tiếp theo ở đây là chép, cũng là chép côn 44, thương hiệu của nó là DMX đấy ạ. Đây em quên được chi tiết, đây côn 44. Đấy, thì thằng này của nó từ của nó là từ 11,5 bác nhá, 11,5cm côn 44, cũng 45W, là dòng của nó là dòng gen xoáy đấy ạ. Đấy, gen xoáy này các bác về chỉ việc xoáy mỗi họng mà thôi là chơi. Đấy, thì đôi này em bán là 590.000 bao ship. Nếu như mà đi theo một cái đôi họng này của nó thì sẽ là 650.000 một combo cả chép cả họng bao ship các bác nhé. Đấy, là chép DMX. Của nó kháng trở cũng 8 ohm và công suất là 45W ạ. Đấy, là mã T255 các bác nhé, là DMX, 590.000 bao ship. Tiếp theo ở đây là combo chép có mã ở đây là JBL2450H các bác nhé. Đấy, JBL2450H. Từ của nó cũng là từ 11,5 ạ, 11,5cm. Kháng trở cũng 8 ohm và công suất là 45W. Đấy. Thì combo này, đôi này em bán là 590.000. Và các bác lấy cả combo họng này nữa thì sẽ là 650.000 bao ship luôn nhé. Đấy, các bác nhìn cái đôi chép trông rất là đẹp luôn. Đấy. Khi bác thay các cái dòng chép kèn này vào thì tiếng chép sẽ rất là sáng, khỏe. Và công suất của nó lớn chứ không như cái dòng chép giấy công suất nó chỉ có vài watt thôi. Đấy, như thằng này là 45W nên nó chịu đoàn rất là tốt. Đấy, các bác hát karaoke thì thoải mái luôn, không lo cháy. Đấy, thì đây là mã là T256, là mã JBL2450H. Một đôi chép là 590.000 bao ship, còn lấy cả họng là 650.000 bao ship các bác nhá. Đấy, các bác nhìn hàng công ty này. Đấy, nó có đầy đủ tem QC luôn, mã vạch đầy đủ các bác nhá. Đấy, hàng nhập khẩu Trung Quốc, bên em không bán chép của Việt Nam. Đấy, cam đoan các bác như vậy ạ. Tiếp theo ở đây là cũng là chép 450. Mã của nó là BCQP4410 đấy ạ. Đấy, các bác nhìn cái cổ chép trông nó rất là xịn sò luôn. Gen xoáy côn 44.
từ của thằng này thì cũng là từ 115 các bác nhá. 11,5 cm đây ạ. Đấy, gen xoáy đây. Gen xoáy. Đấy. Cái combo như này em bán là nếu mà cả họng là 650.000, còn nếu các bác chỉ lấy chép không thôi thì là 590.000 bao ship các bác nhá. Mã của nó là T257 ạ. T257QP4410. Tiếp theo cái mã này thì nó hàng cao cấp hơn một chút, đó là dòng cốc nhôm các bác nhá. Cốc của nó là cốc nhôm. Đấy, tiếng của nó cũng sáng hơn. Tiếng chép của nó sáng hơn, rõ nét hơn. Đấy, thì khi các bác lấy thì em sẽ tặng kèm các bác cả một cái bích gen như này để các bác bắt vào đây. Các bác bắt phễu vào. Đấy, đi kèm ốc của nó luôn các bác nhá. Tặng kèm các bác một cái đôi bích gen xoáy này. Thì thằng này của nó là côn 44 ạ, côn 44. Và từ của nó cũng là từ 115, 11,5 cm. Côn 44. Công suất của nó là 45W các bác nhá. Đấy, nó khác biệt hơn, nó đắt hơn các cái dòng này. Này là cốc nhựa, còn bên này là thằng DE250 nó là cốc nhôm nữa nhá. Xịn xò hơn hẳn luôn. Và tiếng chép của nó cũng hay hơn. Đấy. Thì một đôi này em bán là 750.000. 750.000 nếu mà cả họng đi kèm. Như này thì sẽ là 800.000 bao ship, gồm có tặng kèm các bác cả cái đôi Big Gen này luôn các bác nhá. Đấy là mã T258 là chép DE250. Vâng ạ, và có mặt ở trong cái video ngày hôm nay đó là một cái đôi chép, thương hiệu của nó là BC, mã là 10D NDL 658. Thằng này là côn 750 các bác nhá. Đấy, những các cái này, cái dòng chép 750 này thì các bác lắp vào những các cái loa, ví dụ như đánh 2 bát 40 hoặc là 1 bát 40 côn 100, đấy thì bá cháy luôn. Đấy, gọi là dạo rực hết cả xóm làng luôn. Thì mã này em bán ở đây là 1.300.000 một đôi này bao ship các bác nhá. Mã ở đây là T259 ạ. Từ của nó là từ 17 ạ, từ 17 phân ạ. Đấy. Côn 750 các bác nhá. Các bác chơi 2 bát 40 hoặc là 1 bát 40 côn 100 thoải mái luôn. Đấy. Đây luôn, cái mặt phay của nó này nó có các cái rãnh, cái khe. Đấy, trông rất là xịn xò các bác nhá. Một cái quả chép này em cân thử lên nó là gần 4 cân 2. Gần 4,2 kg. Vậy là một đôi này là 8 cân rưỡi của nó đấy. Rất là nặng luôn. Đấy, các bác ngắm kỹ. Rất là đẹp. Đôi này là đôi 750 này em bán là 1.300.000 bao ship các bác nhé. Vâng, và rất là đặc sắc ở đây là có một đôi chép neo. Chép neo đấy các bác nhé. Mã của nó là JBL2408H. Hàng nhập khẩu Chile loại 1 luôn. Đấy. Hàng loại 1 của nó, tem của nó là tem nhôm đấy các bác nhé. Đấy, cái tem nhôm cắt rồi của nó rất là xịn luôn. Còn nếu mà những các cái dòng loại 2 của nó thì là tem nhựa. Đấy. Thì trông nó thẩm mỹ, thứ nhất nó không đẹp, thứ hai là không bao giờ nó chắc bền như thằng tem nhôm này. Thì thằng này của nó là côn 350 các bác nhá. Côn 350. Nó là chép neo, côn của nó là côn 350 nhưng mà tiếng của nó ra nó lại khỏe hơn, sáng hơn nhiều so với thằng côn 450. Đấy, chép neo, tiếng chép của nó rất là sáng, từ mạnh các bác nhá. Đấy, tiếng rất là hay luôn. Đấy, một đôi chép neo của JBL đấy em bán là 1.300.000 bao ship các bác nhá. Đấy, chép neo. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp giúp em các bác nhá. Vâng, em xin chào các bác ạ.